mòn tháng năm. Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe nhịp tim xiết trong đêm sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng. Đành lìa xa thế nhân sâu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi, đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau, nghe nhịp tim xiết trong đêm sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi. Giờ đành lìa xa nhân sâu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Giờ đành lìa xa thế nhân sâu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Anh có
cha và con và Thánh Linh. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Nhiều bạn trẻ đặc biệt chú tăng hướng thân mến. Trước cái chết khi ẩn về thân phận con người lên đến cao độ, con người phải chết thì đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên, cũng có lâu các tin của chúng ta, nhờ Đức Kitô sự chết theo Kitô giáo có một ý nghĩa tích cực. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Và đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, chúng ta sẽ cùng sống với người. Anh Phêrô của chúng ta được sinh ra trong nước và làm người, được tái sinh trong lúc vừa tội để trở thành con Chúa, cũng đã sống cuộc đời chúng giống tin mừng với lòng vọng đại, thần trách nhiệm và hy sinh đối với công việc của giáo xứ, của giáo họ và ngày càng của giáo phận trong tổ chức ấy. Cho nên chúng ta một là phó trong linh hồn phê đu cho Chúa, xin Chúa đón nhận những lỗi lầm của thiếu sót trong thân phận làm người của ông Phêrô, và cũng xin Chúa đoái thương những công có hy sinh là quảng đại của ông Phêrô và thương tha những nhân phẩm để sớm đón nhận linh hồn Phêrô về an nghỉ hạnh phúc trong nước Chúa. Và với niềm tin để đây chúng ta cùng với ông Phêrô dâng lên Chúa đồng tình đẹp cho chúng. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con đường mong Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những bao lo, tìm vui theo bước chân. Con luôn trông cậy Chúa, tháng nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên người yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Xin tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông thẳng. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta sao xuyến và biết nói gì? Lạy cha xin giúp con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha xin hãy làm tôn vinh dân gian. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh dân ta, và ta còn làm vinh dân ta nữa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Biết bạn chị em thân mến, trong mùa nhiệm thực sinh chứng quan, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho Phêrô vừa lìa cõi thế được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của ông Phêrô. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho ông Phêrô được khôi phục can đảm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ta sáng, nước cha chỉ đến, vì cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ
Lạy Cha, xin tha hoa Phêrô chúng con đây trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha và đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người tin hữu chúng con đây được sống lại như con Cha, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự diệt phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Cha dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin than hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này cũng là chiếc ao, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày thỉnh sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Cha thăng hoa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha là đấng cao hoa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thăng hoa dung. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyên khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn. Biết biết đau thương thầm lời nguyện chân thầm tha thiết dâng lên trước tôn nhan Cha, để được Cha thương xót đau hồng ấn xuống cho người qua cô và tang quyên chung con. Xin cho những người thân trong tang quyên mặc tang phục này thể hiện sự hiệp thông, để đền ơn đáp nghĩa người qua cô, yêu thương gắn bó và đùm bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng chi nghiệp vinh sang lan. Hằng Chúa chúng
Jesus Maria, Jose, con lời yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phán những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và chẳng đáng cái bóc vừa trên con đường. Hỡi Mẹ rất nhân từ. Trọng kính cha chánh xứ, sợ giáo xứ sợ và giáo họ giáo họ hào giá con được thay mặt cho gia đình Tăng Quyến. Trọng kính cha và các ban điều hành giáo họ hào giá và các ông bà anh chị em trong giáo họ đã đến đọc kinh để cho linh hồn thiên đường. Ngày hôm nay thì con chẳng biết nói gì hơn khi linh hồn Phêrô còn sống, giáo họ và cha đến thăm họ và ban các phép kỹ tích cho linh hồn Phêrô của gia đình chúng con. Và một lần nữa ngày hôm nay cha đã đảm bảo lễ nhập quan cho linh hồn Phêrô và tất cả ông bà anh chị em thuộc giáo họ hàng xa đến đây. Thì con chẳng biết nói gì, con chỉ biết cúi xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban cho cha chánh xứ và ban văn thầy giáo từ giáo họ hàng xa và tất cả các ông bà được hồn an sắc mạnh và được làm sáng danh Chúa một ngày tốt đẹp hơn. Và một lần nữa gia đình con chắc có những điều thiếu sót, xin cha và các ban hành giáo và các ông bà thuộc giáo họ hàng xa những hình tha thứ. Con xin bạn chờ. Sự ra đi của người thân yêu trong gia đình vốn là một sự mất mát và thương tiếc vô hạn của chúng ta. Vì trước màu nhiệm sự chết, không ai không đau buồn và bàng hoàng sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại được niềm an ủi chứa chan niềm hy vọng. Vì biết rằng chết là sự thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương ngõ ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có nơi cư ngụ vĩnh cửu trên trời. Vì thế, tuy có đau buồn về sự chia ly, nhưng chúng ta lại có niềm hy vọng chắc chắn
sẽ có ngày hồi ngộ với người thân yêu trong nhà cha muôn thuở. Chúng ta hãy lấy tình con thảo tốt phục thầy ý Chúa, phó thác người thân quả cố của chúng ta nơi tình yêu thương văn phòng của Thiên Chúa. Giờ đây, xin Tăng Quyến cùng với chúng con dâng lên lời nguyện cho linh hồn Thái Phêrô thân yêu. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Chúa Giêsu Kitô con của người từ cõi chết sống lại, ban ơn cứu độ cho kẻ xấu cũng như người đã qua đời. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và khoan dung với người anh của chúng con là anh Phêrô mới về với Chúa. Tôi tin rằng Đấng cứu Chúa tôi hằng sống và ngày thần thánh đến, tôi sẽ từ vui đang sống lại và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng cứu Chúa tôi. Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, nguồn sống vui muôn đời ấm bùn lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là cung chiều cao mới, đến tôi tôn thờ một niềm cảm mến vô biên. Tôi tin rằng Đấng cứu Chúa tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bôi đang sống lại và trong thân thế được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn giáo Chúa muôn đời.
xin Chúa cho anh chị em chúng ta đang xung họp nơi đây trong đức tin được Chúa cho đoàn tụ trong vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ Chúa là anh Phêrô đã qua đời mà tha phạt các hành vi của anh. Ước gì ngày sau hết người tôi được phục sinh và hưởng phúc lành thanh nhàn trong nơi đầy ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa toàn thể gia đình và tất cả những họ hàng thân thiết của ông Phố Xê, của ông Phê Rô, trong đại diện chúng con và đại diện Đức Thiên Phước, khi chúng con nghe tin ông đã được Chúa gọi về thì anh em chúng con cũng tranh thủ đại diện cho tất cả các thầy trong đại diện để anh em chúng con xuống cầu nguyện và phân lưu cùng với toàn thể gia đình. Bởi vì giờ đây xin cho chúng con được thắp nén hương để cầu nguyện cho ông Phêrô. Xin cho chúng con được lấy cây hương này. Chiếu soi hết mọi linh hồn. Giêsu Maria.
sẽ tha hết mọi tội lỗi, mẹ là dân người thay thấy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được về chốn thiên thần. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Giêsu Maria, con thấy yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Chúng ta không thể nào buồn trốn được cái sự buồn phiền đó.
nhưng mà cho cha có được niềm an ủi và niềm tặng cho nơi Thiên Chúa. Đặc biệt cho ta nhìn lên mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta trong niềm tin tưởng và tình yêu của Thiên Chúa. Khi mẹ đứng dưới chân Đức Phật giá, ngắm nhìn và yêu quý người mẹ chết thủ các thảm thương chân Phật giá, thế nhưng mẹ vẫn tin tưởng và Thiên Chúa. Chúng ta xin giúp mẹ trợ giúp cho chúng ta là những người họ ở lại, đặc biệt đối với gia đình Tăng Quyến, khi chứng kiến người thân yêu của mình được Chúa quan tâm. Và điều với niềm cảm cho tin tưởng nhờ lời truyền phòng của mẹ Maria, chúng ta gửi đến những hồn anh Phêrô đến trước quả Chúa, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, những yếu đuối khi mang thân phận con người. Và chắc chắn với lòng thương xót của Chúa, không ai đi bỏ rơi bao giờ. Chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao hôm sau vẫn vững tâm trong lễ kêu cầu. Nơi vực sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công cơ con mẹ xưa dán chặt, chỉ đủ chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm hương bao hôm sau vẫn vững tâm trong lên kêu cầu. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Linh thân cha và con là thánh thần thánh. Phêrô cũng đã gửi số tiền để xây dựng. Căn nhà tình phước. Tôi cũng đã báo cho gia đình và gia đình người ta xa nghèo có thể đến được, mà người ta đồng ý cầu nguyện cho thầy và thay mặt cho những người nghèo. Cảm ơn anh rất nhiều vì những lòng bác ái của anh và chắc chắn Chúa sẽ nhìn thấy tấm lòng của anh dành cho những người nghèo. Một người bác anh xin cảm ơn anh. Và ngày nay chúng tôi nắm bác ái lại đi tiếp hành trình bác ái ở đây, cho nên có thể không nào lại nghèo đi cùng anh một lần nữa. Và xin tiếp biệt anh ở đây và cầu chúc cho anh về với Chúa và cuộc sống của anh.
kính thưa Tăng Quyến, chúng tôi đại diện cho ban điều hành nghĩa họ Hào Xá, quý ông bà anh chị em trong xóm Mưu Xe, được tin anh Phi-rô, Vũ Văn Linh, Vũ Duy Linh vừa kết thúc cuộc hành trình trên dương thế. Đây là một cuộc ra đi không bao giờ trở lại, nên ông Phi-rô đã để lại cho Tăng Quyến một nỗi trơ vơ trống vắng, một sự rủi ro và mất mát mà thiết tưởng không có gì bù đắp được. Chính trong tâm tình đó mà chúng tôi đến đây để bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc của mình với toàn thể Tăng Quyến, và cùng xin Tăng Quyến kết hợp với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa là Cha rất nhân từ lời kinh tha thiết mõ hầu, xin ngài sớm cũng đưa anh Phi-rô và mừng hạnh phúc trên nước thiên đàng. Nhân nhân cha và con và thánh thần. Amen. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con. Thiên Chúa là Cha yêu thương, hằng quan tâm đến đời sống con cái, ta hãy tin cầu xin với Thiên Chúa cho người anh em của chúng ta đây là linh hồn là lúc qua đời. Lạy Chúa, khi tạo dựng người anh em chúng con là thiên độ đây, Chúa đã hành động vì yêu thương. Vậy bây giờ xin Chúa cũng đón nhận linh hồn người anh em chúng con là Phêrô đây, và cho được hiện hữu bên tôn nhan Chúa đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã hy sinh con một Chúa để cứu chuộc. Xin cho người con trai mà Chúa đã cứu chuộc bằng da máu, con Chúa được hưởng ơn cứu độ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ân yêu, dưỡng nuôi, săn sóc và cho con cái Chúa được lớn lên trong ân sủng của Hội Thánh Chúa. Xin cho linh hồn Phêrô là phần tử trong nhiệm thể Chúa được sung vầy muôn kiếp bên ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con được bày tỏ trong đức tin. Xin Chúa đón nhận mọi kẻ trung thành sống theo lời ngài và liên kết với Hội Thánh được hưởng nước trời vinh phúc mà Chúa đã hứa cho những ai cậy trông vào ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và nhìn đến hoa trái tốt lành mà nhờ ơn Chúa đã trổ sinh trong đời sống người anh em chúng con đây là anh Phêrô, để Chúa tha thứ những thiếu sót của người này mà đón nhận vào cõi sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
thân yêu chia buồn cùng tăng quyến. Và trong niềm thương phó thác, chúng tôi xin dâng lên Chúa những lời tân tiến hát. Xin Chúa nâng đỡ quỷ an cho gia đình trong lúc tan sầu ly biệt, đồng thời cầu xin Chúa lòng thương xót, xin Ngài tha thứ bất hình phạt cho ông Phêrô và sớm đưa ông Phêrô về hưởng nhan sắc Chúa. Và giờ đây chúng tôi cũng xin mời tăng quyến cùng cộng đoàn hợp ý cuối ban phục vụ giới giáo trưởng chúng tôi để dâng lên Chúa lời kinh nguyện. Nhân dân cha và con và thân thần mẹ xin lắng nghe linh hồn con tha thiên ân năng kêu vang lạy Chúa xin cứu thương ban xuống niềm tin ấm mộ cho tâm hồn lạy Chúa ngay Chúa đã gọi linh hồn Phêrô về với Chúa. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng ơn Chúa cứu độ. Lạy Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành, chúng con hoan hỉ và tin tưởng vào tình yêu bao la của Chúa. Xin cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã mặc khải cho chúng con và linh hồn Phêrô nhận biết tình thương của Chúa. Xin cho linh hồn Phêrô khi còn sống được tràn đầy ơn nghĩa Chúa, thì giờ đây cũng được về chung hưởng với các thánh trên nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng lòng thương mãi nhận linh hồn Phêrô làm nghĩa tử. Xin Chúa đừng để linh hồn Phêrô xa vào chốn tối tăm, nhưng xin cứu vớt linh hồn này nơi ánh sáng và bình an của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phục sự Chúa đến ngày. Xin cho niềm hy vọng cày trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với linh hồn Phêrô trong nước Cha vinh hiển. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con cầu mong ước. Chúng con cầu xin Chúa cho linh hồn Phêrô vừa qua đời được sống bên Chúa, vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
bước trong chiều mưa phiếm du nhẹ đưa bên cũ đam mê say sưa lá thu còn rơi người xa vắng người mắt biết năm xưa nay đâu cánh sao còn đây tóc mây nào bay phố vắng mênh mang mưa rơi ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi chờ nhau trong tê tái mắt biết năm xưa nay đâu bên ga tịch liêu vắng xa người yêu lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi người xa cách rồi sĩ vắng như bao cung tơ lướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ. Kính thưa gia đình Đàn Hiếu, từ khi năm xê đô mới qua đời, quý cha, quý dì, quý trưởng ban hàng giáo cùng cộng đoàn đến gia đình Đàn Hiếu xin gửi lời thân yêu chia buồn đến gia đình Đàn Hiếu và xin Chúa ban ân nâng đỡ để giúp sức gia đình vượt qua những đau thương. Trong niềm tin và mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Ngài đã chết và đã sống lại. Giờ đây, xin gia đình Tăng Hiếu hiệp ý với quý cha, quý dì, quý chức toàn hành giáo và mọi người dâng lên lên Chúa lời tin tiếng hát xót xa để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Phêrô như đó người con đi xa trở về trong vòng tay yêu thương bao dung hiện thứ của Chúa. Nhân dân cha và con và thánh thần amen cầu xin Chúa chúng con cũng tha kẻ hóa lợi chúng con.
xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu ngàn đời quan phong Siêu đang trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống một tổ tâm. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được đầy. Thân lạy mẹ, chúng con còn cho e và ở chốn thân đầy kêu đến cùng bạn. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu thần và thương, hỡi ơi bà là Chúa bầu chúng con. Xin ghé mặt thương xem chúng con bên sau gói đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng và gồm phúc là ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Thomas thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được. Bởi Chúa hẳn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày, hãy cậy trông người.
người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thân. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liên ban, chúng con dâng mình kêu xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Phêrô phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Phêrô đời đời một kiếm thánh thiên thần nhân lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy vì sống đã tin cậy Chúa thì vì chết khỏi phải xuống đưa hoa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công việc Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi trời và xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì dạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Phêrô là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù giam ấy cho ra mà đem lên chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Chúng con trong cõi dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong luôn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lạn. Hằng chứa chúng con cho khỏi mọi sự giữ an yên. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Muôn kiếp nghẹn ngào, vọng thâu quay lên trời cao, đây bao linh hồn trong chốn thiên đền, hát và xin mẹ nhân ái thương tình cùng Chúa. Mau dẫn tới quê trường sinh, phần khổ đau cùng con Thiên Chúa. Nay xin mẹ kêu giúp một lần, để Ngài đừng chấm tôi khuyên. Một tiếng nghẹn ngào, vọng thâu bay lên trời cao, đây bao linh hồn trong chốn thiên đình, than vãn xin mẹ nhân ái thương tình, cầu khẩn cùng Chúa. Mau dẫn tới quê trường sinh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trong tên Cha Phêrô Phó Giám Mục, kính thưa quý vị, quý chức ban thầy giáo đương nhiệm, quý cộng đoàn hiện diện, thật là một niềm an ủi cho gia đình Đình Tam Thuyến chúng con khi được tin ông Phêrô là người thân yêu của gia đình Đình Tam Thuyến chúng con đã được Chúa gọi về. Trong tâm tình hiệp nhất và yêu thương, Cha cùng quý vị đã vì tình Chúa, tình người, tình thương mến đến linh hồn Phêrô, đã không quản ngại những thì giờ quý báu, đã đến với gia đình Đình Tam Thuyến chúng con để phân ưu chia buồn.
động viên an ủi gia đình đang bên quý con vượt qua nỗi đau mất mát phải xa lìa người thân yêu. Cách riêng với ông Phêrô, cha cùng quý vị lại dâng cho Thiên Chúa những lời cầu nguyện, lời kinh tiếng hát thật tha thiết. Với những lời kinh tiếng hát mà cha cùng quý vị đã dâng lên Thiên Chúa, gia đình tăng thân quý con xác định và tin tưởng rằng Thiên Chúa mà cha nhân từ giàu tình thứ tha sớm giảm bớt thời gian thanh luyện cho ông Phêrô và sớm đón ông Phêrô để hưởng tôn nhan Thánh Chúa trên nước vinh hạ. Với những nghĩa cử cao đẹp của cha cùng quý vị, gia đình thì đang quên chúng con không biết lấy gì để đền đáp tri ân cha cùng quý vị. Gia đình thì đang quên chúng con chỉ biết cúi đầu nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là suối nguồn của lòng thương xót, tuôn đổ muôn nỗi hồng ân xuống trên cha và quý vị, để cha được dồi dào sức khỏe, nhiều hơn khôn ngoan thánh đức, để cha dìu dắt đoàn trên trong giáo xứ mà Chúa đã trao phó cho cha, cũng như quý vị được hồn nam sắc mạnh, hăng say phục vụ tông đồ giáo dân để đại sáng lên Chúa nơi trần gian này. Và gia đình chúng con xin kính báo và trân trọng kính mời cha cùng quý vị bất chút thời gian vào hồi 14 giờ ngày 31 thứ tư đến với gia đình đang đến chúng con để tiếp đưa linh cứu ông Phêrô lên thánh đường giáo xứ kẻ sản để tham dự kính lễ cuối cùng. Sau đó tiếp đưa ông về nghĩa trang đất thánh giáo họ Hào Xá và giải ông được an táng tại đó. Trong lúc tăng gia bối rối, chắc hẳn gia đình đang đến chúng con không tránh khỏi những thiếu sót. Xin cha cùng quý vị dòng tình được cứu, tăng quên chúng con xin cúi đầu và ái tạng. Mời cha cùng quý vị ra nhà hoàng dùng nước với gia đình tăng hướng chúng con. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi làm ai tôi được, với Chúa hằng có lòng thật, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trong cây Chúa, nhân hồn con cây vì lời hứa ấy. Khi đã trong cây Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trở nên người, hãy trong cây người cho liền. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay cay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn người đô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn người đô cho mọi cùng người và được nghỉ yên hạ. Chúa hãy thương nhận lời con kêu cần, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trong cây Chúa, linh hồn con cây vì lời hứa ấy. Khi đã trong cây Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trở nên nghe hay trong cây người cho liền. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thánh. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nơi đời đời và được xét soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được nghỉ yên amen. Xuân Long cùng với anh em thân hữu của anh Phêrô ở tại giáo xứ Xuân Trà. Anh Phêrô xin phép cho chúng tôi được gọi thân mật là anh Phêrô, anh Kim Duy, là một người anh em rất là thân tình với chúng tôi. Ở trong nhiều thời gian khi tôi còn đang làm cha xứ Xuân Trà, anh đã thân thiết với bản thân của tôi, cá nhân tôi, như là giúp đỡ chúng tôi cũng như liên kết với một số anh em thân hữu tại giáo xứ Xuân Trà để thực hiện những công việc rất tốt đẹp cho giáo xứ, cho giáo hội. Và chúng tôi nhận thấy ở nơi tinh thần, nơi tâm hồn của anh Phêrô là một tinh thần luôn luôn hướng về điều thiện, về bác ái và sẵn sàng là
xả thân cũng như chia sẻ để sống tinh thần bác ái yêu thương. Và đó là điều quý nhất mà chúng tôi cảm nhận ở nơi anh Peruji. Tôi còn có nhiều hình ảnh mà chụp chung với anh Peruji ở trong cái thời gian mà anh vẫn sang giúp đỡ tôi việc này việc kia. Và khi tôi về giáo xứ Sơn Long, anh vẫn tiếp tục là liên lạc và anh vẫn tiếp tục là giúp để hỗ trợ cho cái công việc của tôi ở giáo xứ mới cũng như là công việc bác ái. Anh rất tích cực, rất nhiệt thành. Và lần cuối cùng cách đây ít lâu khi anh đã lâm bệnh, tôi đã đến thăm anh và tôi thấy nơi anh là luôn vẫn là sự lạc quan, là phó thác và yêu thương. Ngay lúc anh đang lâm trọng bệnh, tôi không giúp gì được cho anh, chỉ giúp lời cầu nguyện thôi. Và anh vẫn sẵn sàng là gửi tôi một số tiền khá lớn để mà giúp đỡ cho người nghèo. Đó là cái tinh thần bác ái yêu thương của anh Peruji. Và chúng tôi đã cảm nhận được ở nơi anh tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Và giờ đây, mặc dù là rất là xa xôi, nhưng chúng tôi cũng phải về để thế một lần là cầu nguyện trước linh cữu của anh, cùng chia sẻ nỗi đau buồn mất mát với Tam Quyến và cùng hiệp ý để cầu nguyện xin trao phó anh Peruji thân yêu cho lòng thương xót của Trung Quốc. Và giờ đây trong những lời kinh thầy cầu nguyện của chúng ta, xin Chúa nhân từ nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, của thánh Giuse và thánh quan thầy của anh là thánh Pedro để nghe xin Chúa thương cho anh mau về được hạnh phúc thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người được tâm tiếng hồn con ban xuống cho con lòng ân chan chứa cao rồi cho đã ngồi thánh đường nguyện xin Chúa ngồi ta lời con tiếng ta tình thương mến ám cô con ngày đêm lòng thân xác hồn tràn lan ơn thiên trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng loài Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu làm đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba vợ trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có khắp thế này là các thánh phong. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin làm sống vậy. Lạy Chúa, còn ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi nào ai đổ
Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Chị được quý tạ quyến ở trong ký sự đau buồn của tạ quyến vì mất người thân, và chính chúng tôi cũng cảm thấy bàng hoàng xúc động bởi vì phải chia tay một người anh em rất là thân thiết, rất là nhiệt tình. Thế nhưng chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót từ bi chân hậu của Chúa, Chúa muốn đưa anh Phêrô về với Chúa. Chúng ta vâng theo cánh ý Chúa và chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho linh hồn Phêrô thân yêu của chúng ta được mong tôn nghe Chúa. Giờ đây cộng đoàn giáo xứ Xuân Long chúng tôi, cha xứ, ban mục giáo cũng như các anh em thân hữu xưa đã từng cộng tác làm việc với nhau tại giáo xứ Xuân Trà, xin là kính dâng là một lãng hoa để bày tỏ yêu mến, thương tiếc và nhớ đến anh Phêrô. Xuân Long và ban điều hành giáo xứ Xuân Long và giáo xứ Xuân Trà.
cha và các ban hành giáo đã tới để chia buồn, an ủi, nâng đỡ tinh thần cho linh hồn Phêrô gần biệt phận chúng con. Nay đã được cha được nghe tin Phêrô qua đời và chính cha chính sứ Xuân Long và ban hành giáo của giáo xứ Xuân Long thân cha thì chị em đã đến để học kinh tiễn đưa linh hồn Phêrô đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chúng con thì cũng chắc hẳn Thiên Chúa và mẹ Maria sẽ nhận lời cầu nguyện của cha và ban hành giáo và anh chị em chắc cũng nhận lời và tha thứ cho linh hồn Phêrô khi còn sống. Thì nay gia đình con cũng chẳng biết nói gì hơn, chúng con chỉ biết cúi đầu kính lạy Thiên Chúa, ban cho cha và ban hành giáo và các anh chị em hiện diện nơi đây được hồn an sắc mạnh và để được coi như là làm danh Chúa tốt đẹp hơn. Trong lúc tham gia con có những điều thiếu sót thì con cũng xin cha và các ban hành giáo và anh chị em tha thứ cho chúng con và gia đình của con trong bài tập. Xin cha, xin cha, chị Mai, xin cha Thiên Tư cho. Nguyện con. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho linh hồn Phêrô. Chính trong niềm tin của Thánh Phêrô, người thân trong gia đình chúng ta,
Cho ra
xin nếu Chúa chắc tôi nào ai đổi được. Vậy Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa ban đưa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liêm. Thì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù đục và được ý amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. Xin vì công nghiệp đấng nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dầm tắm lửa hồng nung nấu vô cùng lớn lao. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Phêrô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đấng nữ đồng trinh và Chúa giơ tay dầm tắm lửa hồng nung nấu vô cùng lớn lao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Thiên sứ giáo xứ Sơn Đức và ban hình giáo của giáo xứ Sơn Đức đã đến để chia buồn cùng tăng quyến chúng con. Khi linh hồn Phêrô còn sống và đã được cha và quý vị đã đến để an ủi và nâng đỡ tinh thần con hồn Phêrô. Nay đã được tin linh hồn Phêrô đã qua đời và cha và ban hình giáo đã đến để đọc kinh để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Thì chắc hẳn cái nhồn phê đô khi còn sống chắc cũng có những điều thứ khóc đối với Chúa. Nay đã được cha và bác hình dẫn hoặc khi cầu nguyện chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ nhận lời và đáp ứng cho nhồn phê đô. Trong lúc tăng gia chúng con thì cũng có sự thiếu sót, con cũng kính xin cha và các con hình giáo nhiệt tình và đáp ứng cho gia đình chúng con. Trong lúc tăng gia chúng con có điều thiếu sót, con xin cúng đầu và con được tín báo mất nhau rồi khi nhìn nhau.
đau, đôi mắt biết rưng rưng ngấn lệ. Bên bên em dù tình anh đã phải dấu, cho nhau một lần, chỉ một lần thôi anh. Em cần anh dù vẫn biết tình đã phai rồi. Em cần anh chỉ một phút yêu em chân thành. Biết nhau chi để rồi cho nhiều nước mắt đã bao đồng rồi, anh đã cho em được gì? Mai đây em biết sẽ mất anh thật rồi, em biết sẽ xót xa một đời. Cho dù mình có bên nhau, cho dù mình có cho nhau, nhưng tình yêu ấy chưa bền vững sâu. Anh ơi, dù con yêu cũng đã muộn màng, cơn sóng bão cuốn đi vội vàng, con đường tình quá trong gai, ân tình dành hết cho anh. Đã vắng tiếng cười khi chiều lên, giọt lệ ông rơi trên môi mềm, khóc thương cho đời mình sao nhiều cay đắng. Những giọt lệ buồn sẽ mãi rơi đến ngàn thu. Trong tâm tình, trong lòng nhiều,
vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tin tưởng rằng Đức Kitô cũng đã vượt qua và đã chết và đã sống lại. Giờ đây xin gia đình tâm yếu hiệp ý với quý xóm, quý cộng đoàn tham dự để dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn ông Pedro. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn ông Pedro như đón người con đi xa trở về trong vòng tay yêu thương bao dung lực cứu của Chúa. Giờ đây xin kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than, hiện thành tình dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha ban này. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng lớn với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi, hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Anh em thân mến, bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Nào anh em kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa có lòng lành, cũng vì lời Chúa ban ưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân lưng Chúa trời đến ngày, hay cậy trong người cho liên, thì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Phêrô phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Phêrô đời đời. Một tiếng thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xuống lửa hóa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu đựng sự thương có cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì thầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần và cho linh hồn Phêrô là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn gian nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Hãy lắng
thánh Đức Chúa Trời đêm nay hãy trông thấy người cho liền, vì người rất nhân lòng hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an. Ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy, bóng đêm ngỡ ngàng vì quạnh hiu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ lìa xa. Em thương anh từ đây cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em rộng xa nhau, ngọt bùi chia sẻ cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rụng ngoài, hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng, vắng anh cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. Sao lắm thương
từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng. Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. Kết hoa đăng để mùa xuân pháo hoa.
hồng, hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Thứ xanh màu, màu xanh ân ái, em vẫn lạnh lùng vì vắng. Trên đường vắng khuya dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy thật kiêu sa. Và trần gian thanh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu thương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến phôi pha. Đến bây giờ anh đã là cánh trăng chim bay sau chân trời, đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngâm ngùi, đến bây giờ em vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ anh xóa tình cũ, đến bây giờ em hoa tượng đá đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy thương đau. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta. Anh đã là cánh trăng chim bay sau chân trời, đến bây giờ em đã là bóng dáng cô liêu trong ngâm ngùi, đến bây giờ em vẫn buồn nhớ. Đến bây giờ anh xóa tình cũ, đến bây giờ em hoa tượng đá đứng thiên thu trong mong đợi chờ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy giờ còn đâu, chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy thương đau. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta. Một mình em lang thang đường phố khuya, tìm anh trong công viên đầy gió mưa. Kỷ niệm ơi đừng chết trong ta. Nhìn rõ mới nhìn rõ, tất cả mọi người nhìn vào đi. Cúi đầu chào hạt mấy cũng vậy, con cúi đầu chào đi. Okay.
khơi khỏi. Cảm ơn. Thank you.
Giờ đây nghi thức tiễn biệt hôn thư lô của gia đình anh Vũ chúng ta chính thức được bắt đầu. Nhân dân cha và con và thánh thần ơn, con xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi bên mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Cháu Duy ơi, tề tiều quanh cháu lúc này là người bạn đời thân thương của cháu, ba người con yêu quý, các em, nhất là một người mẹ vợ của cháu, cùng với cô bác chú dì thân tộc nhiều lần, các cháu và các thân hữu. Cháu giờ đây có nghe thấy gì không? Mình ơi, cha ơi, cháu ơi, anh ơi và bạn bè thân hữu ơi, đó là những kêu khóc thổn thức đau thương trước giờ đi được. Tất cả những người thân thương đang hiện diện nơi đây đều rất xúc động, tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh biệt của cháu. Vẫn biết rằng sự vĩnh biệt chiêu đi này với thân phận con người sẽ xảy đến với bất kỳ ai. Tất cả đều vô phục theo thánh ý của Thiên Chúa. Nhưng sao chúng ta thấy đớn đau và chua xót quá? Về điều chúng cháu lúc này là tất cả những người thân thương, có lẽ suốt cuộc đời cháu chưa bao giờ có cuộc đoàn tụ đông đảo như thế này. Nhưng sự đoàn tụ đặc biệt này là báo hiệu một cuộc chia ly, một cuộc đối diện đối với cháu. Vẫn biết rằng sự chia ly sẽ xảy đến với tất cả thân phận của con người chúng ta. Nhưng sao chúng ta thấy chua xót và đớn đau quá? Giờ đây, con người thân thương muốn nói với cháu rất nhiều, rất cảm xúc, đau xót và thương nhớ mong muốn được bày tỏ đối diện đối với cháu lúc này. Bên cạnh cháu lúc này là một người bạn đời thân thương của cháu. Lúc này đây, đang rất xúc động và thổ thức, muốn nói với cháu nhiều điều lắm. Không biết người bạn đời của cháu có nói được điều gì với cháu lúc này không? Hãy tha thứ cho mọi người đang hiện diện nơi đây về những thiếu sót và bộ phận đối với cháu mà chưa có dịp để thấu rồi. Và có gì sẽ nói lời tạ tội với cháu. Hãy tha thứ cho mọi người nhé. Và giờ đây, người bạn đời của cháu có lẽ lúc này rất xúc động, thổn thức và muốn nói với cháu điều gì. Ông thương bao nhiêu xin sức khỏe bà đi ông ơi. Thế
chờ nữa. Đừng có chờ tôi đi nữa ông ơi. Rồi tôi ở trên này các con, các cha, các mẹ, các chú cầu nguyện cho mẹ trên nàng không cầu nguyện cho hết tất cả mọi người đó ông ơi. Nếu như là người xe ruột con đá, Chúa ba mẹ ơi phù hộ cho con đi, ông biết tôi rất là yếu đuối nào mời. Ê cô, ông có nói với tôi được có mấy tiếng không, tiếng mà mời ông đi. Từ nay các con không được gọi vô lo rồi, từ nay giờ đi. Từ hôm Chủ nhật đến giờ, tôi không được nghe tiếng ông gọi nữa. Ông ơi, ông bảo vệ ơi, bà bóp cho tôi cái chân đi. Nên tôi ông đau đơn năm bao giờ, có bao giờ ông kêu tôi đâu. Ông văn liệt làm ông đi văn liệt, ông đi một mình ông à. Thế xuống rồi chúc tôi. Thế mà tôi. Chúc ông đi được bằng an ông nha. Chúc tôi ông phù hộ cho tất cả mọi người nha, lội ngoài. Chúa tôi ông phù hộ đi, chúc ông đi được bình an. Con nhớ với ba mẹ con, chúc ông đi được bình an ông nha. Chúc ông đi được bình an nha ông nha. Mà chưa có dịp để báo đáp ơn nghĩa thân thành với cháu, cũng như chưa được cho cháu lên chúc ông bà anh bà. Giờ đây các cháu cũng có điều muốn thân thương tâm sự và xin đón cháu trước lúc cháu ra đi. Một cháu là vừa con được gọi bố nữa rồi con. Con có những nỗi lầm thì con xin lỗi bố đi. Con nỗi lầm gì thì tôi không thể được con. Đến khi mẹ đi 8 năm rồi.
rồi em vẫn không bao giờ quên mẹ. Ngày đấy em cũng nhớ em khóc. Con ra đi em để lại các cháu thương tiếc anh. Anh ơi, anh đi thì tụi em buồn, nhưng mà anh nằm đó anh đau. Em qua em thăm anh mà em không dám nhìn. Hồi đêm em nằm bên nhà em nghe anh đau, và em sốt ruột em cũng không dám qua. Anh ơi, anh em mình từ nhỏ đến lớn cùng sống trong một gia đình. Đến bây giờ lớn lên rồi mình cũng ở gần nhau. Anh biết nhà có một mình em là con gái, nhiều lúc em cũng dữ dằn, em cũng có hộ với anh. Anh đừng trách, anh tha lỗi cho em. Cũng như tất cả những gì đau buồn buồn phiền em cũng không bao giờ em trách. Lúc nào em cũng thương anh. Anh nằm đấy em muốn qua nói với anh là anh ốm đau, nếu như mà anh không qua khỏi thì các cháu có lập gia đình, em cũng cố gắng em về em phụ chị lo cho các cháu. Anh cứ an lòng anh đi. Thôi thì mọi chuyện Chúa đã sắp đặt, anh ra đi thanh thản anh nhé. Anh đừng lo nghĩ gì với tụi em, cho chị và cho các cháu. Không còn lời nào để nói, và em không muốn nói, em cũng không muốn kết thúc. Anh ra đi bình an anh nhé. Cháu xin ơi, giờ đây khi trở về với Chúa nơi bãi biển hằng, cháu hãy nhớ là nhớ đến tất cả những người thân thương đang còn ở lại, sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa về bổn phận của mình và với tha nhân nữa. Vì sự chia ly vĩnh biệt với người thân này mà tất cả chúng ta hiểu biệt kẻ cử nơi đây, mọi người hãy tha thứ cho nhau về những thiếu sót về bổn phận và trách nhiệm với nhau trong cuộc sống. E rằng sự chia ly và vĩnh biệt đau khổ sẽ là đến với mỗi người chúng ta chỉ ngay ngày mai thôi. Vì thế chúng ta hãy được thứ tất cả cho nhau trong đại gia đình thanh khiết này. Còn tất cả chúng ta hãy nhớ mãi ông Phêrô trong kinh nguyện và trong thánh lễ hàng ngày. Giờ đây để bày tỏ lòng kính mến, tiếc thương và chúc ông Phêrô đã đi bình an tất cả mọi người với nén trầm hương chia tay, chúng ta hãy cúi đầu vái lạy ba lạy trước linh cữu của ông Phêrô, chúc ông ra đi bình an. Bắt đầu. Và để những nhang mà đã có đốt thì xin cũng như hương hương, và để ghi lại những hình ảnh thân thương, ghi khắc sâu hình ảnh thân thương của ông Phêrô trong tuần lễ này, thì mọi người chúng ta hãy lần lượt đi thông qua linh cữu của ông Phêrô, cúi chào ông lần cuối cùng để cho camera ghi lại những hình ảnh, những thước phim sinh động trong ngày gia đình an quyến của chúng ta. Bắt đầu từ đi theo ngược chiều kim đồng hồ từ bên phải qua bên trái, và sau đó chúng ta lại trở về vị trí ban đầu. Chúng ta những người cùng vài giây để cho camera ghi lại hình ảnh thân thương của người thân chúng ta khi có đời vẫn còn. Đi quan qua và trước linh cữu trước mặt thì chúng ta dừng lại
từ bản thân thương. Sau đó mọi người sẽ trở về vị trí lúc đầu để chúng ta thực hiện nốt nghi thức tiễn biệt. Còn một số người thân nào nữa muốn ghi lại hình ảnh nhà vĩnh biệt người thân yêu thì chúng ta mau mau tiếp bước luôn. Trước mặt và linh cữu ông Pedro, chúng ta dừng lại một vài giây để chào vĩnh biệt. Giờ đây để yên từ và dầu lòng xót thương, xin thương xót ông Phêrô và Chúa vừa truyền về khỏi thế gian này được nâng cứu độ. Xin Chúa đừng chốt cầu linh hồn Phêrô theo phép công thẳng của Chúa, mà lấy được từ bi nhân hậu tha thứ mọi lỗi lầm cho ông Phêrô cùng sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng an thánh Chúa. Xin Chúa cũng cho gia đình phong phú chúng con đây được ơn nâng đỡ tự an, biến nỗi tiếc thương đau buồn này thành niềm hy vọng thần trông để mai sau chúng con cũng được sinh hoạt cùng ông cô đơn trong nhà cha thiên thần. Chúng con cầu xin là đức Kitô Chúa chúng con. Xin lạy Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Con, là Đức Chúa Thánh Thần. Còn gặp nơi đưa đi tội thì xin mang cơn tù là cái cho em.
và đem đến Chúa được mọi sự vui thật là những thiên đàng, vì con nhiều Chúa con đã chưa nên chưa chết vì Chúa con. Lạy Chúa con ở dưới Phật sao đều đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào hay tội được, thôi Chúa hẳn có lòng lành. Cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trời đêm nay, hay chẳng chạy người cho liền, thì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được vì đời 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 và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Chúng tôi nghỉ ngơi bằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Chúng con trở về cho thánh nhân viên Chúa Trời, xin Chúa che cho bao lời chúng con nguyện cho nhân gian ăn thứ con được những đồng chiên nghiền đứng sáng lâu thế rồi. Xin Chúa nghe lời chúng con. Khi tôi nằm xuôi tay xuống
trong cơn mơ thần tiên thua nào, thế rồi tình mình đành vỡ tan, tình đã bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Trong lòng em nghe ra rời, giờ đây môi em cạnh đắng, nuối tiếc bên cơn mơ thần tiên thuở nào. Hết rồi tình đành cách xa, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Say đắm những phút giây nồng say bên em khi có trà, tình anh cho em đã thiết chất chưa trong cơn mơ thần tiên thuở nào. Thế rồi tình mình đành vỡ tan,
tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Trong lòng em nghe ra rời, giờ đây môi em cạnh đắng, nuối tiếc bên cơn mưa thần tiên thôi nào. Hết rồi tình mình đành cách xa, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần. Thank you.
hết rồi, nào còn khi đón khi đưa. Những lần hẹn hò khi sớm khi trưa, lời thề anh hứa hôm xưa thành khói mây đâu ngờ. Những ơn tình đã một thời nợ tôi, xin trả cho người màu sắc hoa khô. Đường chân tôi